Đây đâu, chắc xin gửi tới lời chào trân trọng đến toàn thể các bác chơi Ao Lô miền Tổ quốc. Hôm nay là ngày 15 tháng 2 thì em tiếp tục cầm ảnh giới thiệu đến các bác 4 combo băng loại băng tip 1, loại Lộc Man đấy ạ. Một nước của Nhật nhé, chưa thu nhạc Việt Nam. Thì các bác về các bác tự thu theo ý thích của mình. Đấy. Thì trong đây thì em có chủ yếu là băng 60 phút và băng 46 phút nhé. Số nhiều là băng 60 phút. Thì toàn bộ băng đây là muốn combo thì gồm có 10 cuốn nhá, gồm 10 cuốn. Trong đó có một cuốn 10 phút này là bên em tặng kèm nhé. Đấy, tổng là 11 cuốn. Thì bác đồng giá là 250.000 một combo. Bác nào mà mua chuẩn đủ tiền thì shop sẽ bao ship, còn bác nào nhận hàng thanh toán thì cộng thêm 3.000 tiền ship giúp em. Đấy. Và bác nào mà nhận hàng thanh toán cũng chỉ mua được 2 combo thôi nhé. Đấy. Và em xin giới thiệu ở thành phố Thủ Hồ Chí Minh, số điện thoại em là 0907 23269. Em số điện thoại em để tiêu đề của video. Các bác có thể liên hệ trực tiếp hoặc kết bạn Zalo với em đều được nhé. Bốn combo này thì theo lần lượt thì đây là cái combo số 6 nhé, combo số 6. Đây là một cuốn băng của Suli 54 phút tem nhôm, rất là đẹp nhé. Đấy. Băng đẹp luôn. Đây là có Maxell 60 phút này. Maxell này. Bên em đã tuyển lựa rồi, toàn bộ băng này không bị ốm mốc ạ. Đặc biệt băng ở Nhật, chất lượng băng rất là tốt nhé, sợi băng rất là tốt. Nó không giống như những cái băng mà đã thu ở Việt Nam và các bác ấy giao bán ạ. Đấy. Băng Soli 60 phút FX1. Băng rất là mới luôn. Đây là cuốn băng HF của Sony. ASEAN 60 phút. Đây là của Kolika XG1 60 phút. Unica X1 60 phút. Và một cuốn băng 46 phút của TDK là mới luôn. Và em tặng kèm một cuốn băng 10 phút này để các bác làm dè các kỳ thử nhé. Đây là combo số 6 cũng có giá là 250.000 thôi. Một số 6 250k 15 2. Bác là mua combo nào thì nhớ báo giúp em là combo số mấy và ngày em đang bán là ngày bao nhiêu nhé, đỡ thì nhầm lẫn. Tiếp đến một combo nữa là combo số 7. Đây là một cuốn băng của Maxell UD1 60 phút. Cuốn này cũng rất là đẹp luôn. Đấy. Soli FX1. Đây. Soli FX1. Soli 60 phút FX1. Sáu mươi phút của Maxell UR. Đấy, dấu ghi đầy đủ hết nhé, rất là đẹp. 60 phút này Maxell này.
50 phút này. Đây cũng có Kurika 60 phút này. Cuốn 46 phút của TDK, à 46 phút này. Một cuốn này là cuốn tặng kèm rồi. À, cũng có TDK 10 phút này. Rất là mới luôn. Thì đây là combo số 7 luôn nhé. Combo số 7. Combo số 7. 250k. Ngày 15 tháng 2. Đến là combo số 8. Thì combo số 8 thì cuốn đầu tiên là một cuốn băng của TDK dòng CD 1 64 phút. Này đúng là bài đẹp. Chất lượng thu rất là tốt luôn. Băng mới. HF 60 phút này. Soli này, FX1 này. Soli FX1. Marcel 60 phút này. Marcel UR 60 phút này. Marcel UR 60 phút này. TDK AE 60 phút này. Rất là mới nữa. Kurika này, XG 60 phút này. Cuốn 16 phút này. Và đây cuốn này cũng tặng kèm này, cuốn đợi lông này, 10 phút này. Và đây là combo số 8 nhé. Combo số 8, 250.000. Combo số 8, 250k, 15 tháng 2. Tiếp đến là combo cuối cùng, là combo số 9, là một cuốn 46 phút của Soli, dòng này là dòng mà I46 này, à, thiết kế rất là đẹp luôn. Nhìn nè, mới. Soli này, 60 phút này. FX1 này. Đấy, Soli 60 phút này. Marcel này, UR 60 phút này. Marcel này, UR 60 phút này. Marcel, UR 60 phút này. Marcel này, UR 60 phút này. Sáu mươi phút là của Kurika này. Sáu mươi phút này có TDK này. Một cuốn A một 46 phút này.
của ASEAN này. Và shop tặng kèm một cuốn băng mắc sale 10 phút này. Bài rất là đẹp. Rồi đây là combo cuối cùng là combo số 9. Cũng có giá là 250.000. Và cả có nhu cầu mua combo là thì liên hệ trực tiếp với em với số máy là 0907 223269 hoặc kết bạn Zalo với em đều được, số điện thoại để tiện của video. Đây là combo số 9 250k. Đấy, tổng 2. Em xin phép được dừng video tại đây. Em cảm ơn các bác đã theo dõi video của em. Em xin chào và hẹn gặp lại các bác ở video sau ạ.